Với một khát khao cháy bỏng mang đến cho mọi người dân Việt Nam dòng sữa tươi sạch, thơm ngon, bổ dưỡng, TH Tiên Phong đặt nền móng cho ngành công nghiệp sữa tươi sạch và sữa tươi hữu cơ tại Việt Nam. TH là doanh nghiệp đi đầu trong việc ký kết triển khai chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa theo tiêu chuẩn hữu cơ organic của châu Âu và Mỹ. TH là trang trại đầu tiên tại Việt Nam có đàn bò sữa chuyển đổi sang chăn nuôi hữu cơ. Thay một quy trình sạch khép kín từ đồng cỏ đến bàn ăn. Đạt chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu và cúp vàng hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng. TH True Milk tiên phong phát triển sữa tươi hữu cơ tại Việt Nam. Với một khát khao cháy bỏng mang đến cho mọi người dân Việt Nam dòng sữa tươi sạch, thơm ngon, bổ dưỡng, TH Tiên Phong đặt nền móng cho ngành công nghiệp sữa tươi sạch và sữa tươi hữu cơ tại Việt Nam. TH là doanh nghiệp đi đầu trong việc ký kết triển khai chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa theo tiêu chuẩn hữu cơ organic của châu Âu và Mỹ. TH là trang trại đầu tiên tại Việt Nam có đàn bò sữa chuyển đổi sang chăn nuôi hữu cơ. Thay một quy trình sạch khép kín từ đồng cỏ đến bàn ăn. Đạt chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu và cúp vàng hữ cơ vì sức khỏe cộng đồng. TH True Milk tiên phong phát triển sữa tươi hữu cơ tại Việt Nam.